Ba ơi, hôm nay con có chuyện này muốn tâm sự với ba nè, được không ba? Được. Nhưng mà ba hứa là ba đừng có giận con nghe. Chuyện gì? Con muốn lấy chồng. Thiệt mà. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà con có đối tượng chưa? Chưa có. Sao kỳ vậy? Kiếm giùm đi. Nói chuyện nhỏ thôi. Dạ, để con giảm volume lại. Con lên đây với ba. Lên. Ba, kiếm chồng cho con đi. Con thấy tuổi rồi, kiểu hết nổi rồi. Con có biết con đi rồi, tim ba đau nhói thế nào hay không? Không. Trả lời thật lòng coi. Có, nhưng mà để gì hoài con chịu không nổi. Ba kiếm chồng cho con đi mà. Nhưng quan trọng kiếm ở đâu bây giờ đây? Ba kiếm đại đi, trắng đen gì cũng được hết trơn á. Được rồi, để ba nhờ người ta giao tới thằng này cho con coi mặt thử ha. Được. Ê, chạy từ từ thôi anh ơi, hàng hỏi em quýu trơn luôn rồi nè. Cứ yên tâm đi, bên đây làm gì phải có uy tín, giao hàng là phải đúng hẹn, an toàn vẫn là trên hết, cứ yên tâm đi. Nhưng mà anh chạy thấy gớm quá à, chạy đâu rớt luôn cái nón bảo hiểm của ông ta, không chịu quay lại lượm nữa. Anh làm gì làm, nhớ giữ tính mạng an toàn cho em, để em còn tới gặp vợ tương lai của em nữa nghe. Biết rồi, yên tâm đi, mà vợ tương lai của em tên gì ở đâu, em có biết hay chưa? À, vợ tương lai của em tên Bông, nhà ở gần bờ sông, kế bên hông bờ sông có nuôi mấy con kỳ nhông, phía trước nhà có cái tổ ong, Bông của em có cái đít hơi cong, đó, đặc điểm của vợ em mà nhiêu đó thôi á. Mày nói nữa tao đốt trụi lông. Dẫn rồi, chạy từ từ thôi cha. Biết rồi. Mà công việc của anh cũng thú vị quá ha, cũng tiện lợi cho mọi người ghê. Muốn giao hàng gì là chỉ cần truy cập giao hàng online.vn là mấy anh thắng cái két tới nhà liền, nhanh thiệt á. Mà rẻ nữa. Đúng rồi, thì công việc bên đây là chủ yếu giao hàng, thu tiền hộ, nhanh chóng, đặc biệt rất là uy tín, cho nên chú mày đừng có sợ gì hết. Em đâu có sợ gì đâu. Nhà em nghèo quá, ba em bán em cho người ta, bắt em đi ở rể, em phải chịu thôi. Nhưng mà nói đi nói lại cũng không sao, thà để em lấy vợ chứ để em ở nhà hoài chắc em cắn lưỡi chết quá. Vậy là may mắn cho em rồi, có gì mà buồn nữa. Tại anh không hiểu em thôi, chứ em buồn lắm. Chuyện gì mà buồn, kể nghe coi. Nói thiệt chứ em có người yêu rồi, mà tại thương gia cảnh của ba má em quá nên em đành phải làm rể cho người ta để có tiền gửi về cho ba má em xài. Người yêu cũ của em chắc đẹp gái, ngoan hiền lắm phải không? Đúng rồi anh, anh đẹp trai lắm hả? Bối rối về lờ phải không anh? Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.